Em là Đạt và em đến từ kênh Hải Đồ Đồng. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một bộ đồ thờ mang tên Bộ Tam Sự Hạt Song Long Chầu Nguyệt Đồng Đỏ Khảm Ngũ Sắc. Bộ đồ thờ ngày hôm nay thì sẽ bao gồm 3 vật phẩm. Trung tâm chính là một đỉnh Song Long Chầu Nguyệt với chiều cao là 60cm tính từ chân đế tới đầu cụ nghê. Hai bên là một đôi hạt với chiều cao là 68cm tính từ chân cụ rùa tới đầu bông hoa sen. Ba vật phẩm ngày hôm nay thì sẽ có tổng cân nặng là 33kg, được đúc hoàn toàn từ đồng đỏ, làm màu nâu đất. Bên ngoài thì lại được khảm 5 kim loại quý bao gồm vàng, bạc, đồng đỏ, đồng xanh và đồng đen. Bộ tam sự ngày hôm nay thì sẽ có gì đặc biệt từ họa tiết hoa văn, ý nghĩa cụ thể trên từng vật phẩm một thì em xin mời tất cả các bác cùng em theo dõi ở những giây phút tiếp theo ạ. Chất liệu là đồng đỏ được đúc hoàn toàn thủ công nên đây sẽ là nghê hoàn toàn liền với nắp, hoàn toàn nguyên khối. Phần nghê thì là các bác có thể thấy rồi, đây là một mẫu nghê hoàn toàn mới và được khảm như là vàng này, bạc, chỉ, đồng đỏ, đồng xanh. Nghê này nó cực kỳ có hồn, từ phía trước phía sau thì những cái đường khảm li ti luôn các bác ạ. Về phần phía trên là sẽ có 5 đồng tiền, phía sau là có những họa tiết mây này, tượng trưng cho tài lộc phú quý. Đây là những cái miếng bạc lá này, vàng lá, bạc lá được khảm trực tiếp vào cái thịt đồng. Về phần nắp thì là sẽ có những cái hình chuông khánh này và những cái khe rãnh này để khi mà các bác đốt hương trầm ở trong lồng đỉnh thì cái hương trầm nó sẽ thoát ra và sẽ sưởi ấm cái không gian thờ của các bác. Về phần nắp thì sẽ có thêm như là hình đậm rượu này, hình cuốn thư cực kỳ sắc nét và tỉ mỉ. Về phần cổ nhá thì là sẽ có 5 chữ vàng: Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Đây đều là những cái miếng vàng lá, bạc lá cực kỳ to bản và cực kỳ tỉ mỉ. Hai bên chính là hai tai mây. Tai mây này cũng hoàn toàn nguyên khối. Và các bác có thể thấy rồi, những cái miếng như là vàng này, bạc này, đồng đỏ, đồng xanh cực kỳ tỉ mỉ, chưa chi tiết. Tiếp theo chính là phần bục đỉnh. Bục đỉnh thì sẽ phía trước là hình tượng Song Long Chầu Nguyệt, phía sau là hình tượng Long Phụng Chầu Cuốn Thư và từng cái đường nét cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết. Về phần chân đế thì sẽ là 3 chân tâm lân. Đây, những cái miếng bạc vàng cực kỳ to và to bản. Về phần chân đế thì sẽ có hình hoa sen và cũng được khảm bạc xung quanh. Tiếp theo là hai bên chính là một hình tượng hạt ngậm sen đứng trên lưng rùa. Về phần mắt thì cũng được khảm vàng, bạc, đồng đỏ, đồng xanh. Về phần cổ thì sẽ được tạo hình bởi những miếng bạc chỉ cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết. Về phần cánh thì đây là một thiết kế hoàn toàn mới và sẽ có vàng này, cực kỳ tỉ mỉ luôn. Cả chú rùa nó cũng vậy, cũng những cái miếng bạc, miếng vàng cực kỳ to bản. Được sản xuất hoàn toàn từ đồng đỏ thanh khiết, bên ngoài thì lại được khảm 5 kim loại quý vàng, bạc, đồng đỏ và đồng đen, chắc chắn sẽ thể hiện được sự uy nghi, tôn nghiêm và đẳng cấp khi các bác dâng ban trên bàn thờ gia tiên. Với chiều cao là 60cm, bộ đỉnh này sẽ phù hợp với những kích thước bàn thờ cổ đại, như ví dụ như chiều rộng là từ 90cm trở lên, chiều dài là từ 1m5 trở lên. Bộ đồ thờ ngày hôm nay thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành lên tới 10 năm về màu và trọn đời về chất liệu đồng. Với cái màu bên ngoài là màu nâu đất thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm về tuổi thọ, thời gian của bộ đỉnh. Bên em sẽ hỗ trợ là vận chuyển toàn quốc miễn phí. Và các bác đang cần những bộ đỉnh như 5 món, 3 món hay là những món như thế nào thì các bác hãy liên hệ em qua hotline 0868 355 286 để được bên em tư vấn cụ thể chi tiết. Và em xin phép được dừng video ngày hôm nay tại đây. Em rất mong sẽ nhận được những lượt thích, những lượt bình luận và lượt đăng ký của tất cả các bác. Và em đã xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.